Và hôm nay chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp của bài số 7. Phần này chúng ta sẽ đi phần một phần rất là quan trọng, đó là cách diễn tả khoảng thời gian. Vậy thì cách diễn tả khoảng thời gian chúng ta cần sẽ nói như thế nào? Và cách dùng của nó ra làm sao? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Khi mà chúng ta muốn biểu đạt khoảng thời gian thì chúng ta sẽ dùng, tức là chúng ta sẽ nói cái khoảng thời gian, hành động đó sẽ được xảy ra trong khoảng thời gian bao lâu. Chúng ta muốn diễn đạt đó là một cái công việc nào đó đã được xảy ra trong thời gian bao lâu thì chúng ta sẽ dùng đến công thức này. Đó chưa ạ? Tức là chúng ta muốn nhấn mạnh về cái khoảng thời gian mà cái hành động đó được xảy ra. Nhá? Thì chúng ta sẽ dùng công thức này: chủ ngữ cộng với động từ cộng với lơ cộng với khoảng thời gian và cộng với tân ngữ. Nhá? Ví dụ như trong câu này, cô ví dụ cho các bạn. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ này để các bạn nắm rõ, đúng không ạ? Ví dụ như là tha công zuo le, tha công zuo le. Rồi, 3年 Rồi, câu này nhá. 他工作了三年. Tha lúc này nó đóng là vai trò là chủ ngữ, verb là từ công chua là làm việc, đúng không ạ? Cái từ công chua này hôm trước trong phần trước các bạn đã học, nó có hai từ loại, nó là danh động từ. Danh động từ tức là nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ. Nếu như cái từ công chua này nó là danh từ thì nó có nghĩa là công việc, còn nó là động từ thì các bạn dịch nó là làm việc. Ví dụ ngày trước chúng ta đã học trong bài là 你做什么工作? Bạn làm nghề gì? Bạn làm công việc gì? Đúng không? Thì cái từ công chua này nó là một danh từ. Hoặc là 我工作很忙? Công việc của tôi rất bận, đúng không? Còn lúc này nó đóng vai trò là một động từ. Anh ta làm việc đã được 3 năm rồi. Thì lúc này khi mà các bạn muốn diễn đạt cái khoảng thời gian đó là anh ta đã làm một cái công việc nào đó trong một cái khoảng thời gian là 3 năm thì chúng ta sẽ dùng là 他工作了三年. Trong câu này ý các bạn muốn nói với người nói rằng anh ấy đã làm cái công việc này trong khoảng thời gian là 3 năm thì các bạn sẽ dùng diễn đạt theo công thức này. Rõ chưa? Ừ. Dễ thôi, không khó lắm đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ gặp một hiện tượng nữa, được chưa? Hiện tượng khác nữa, lại nó có thêm một lơ nữa thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Đó là các bạn sẽ có thêm một công thức nữa nhá. Đó là chủ ngữ cộng với động từ cộng với lơ cộng với khoảng thời gian, cô viết tắt khoảng thời gian, cộng với tân ngữ và cộng với lơ. Này, lúc này thì các bạn sẽ thấy nó khác với công thức ở trên là gì? Nó có thêm một lơ ở cuối câu nữa. Vậy thì cách dùng của nó, phần đầu là giống hệt đúng không ạ? Phần này là giống hệt đúng không ạ? Nhưng nó lại có thêm một cái lơ cuối nữa. Tức là lúc này nó có hai lơ thì nó khác nhau như thế nào? Đúng chưa ạ? Ừ, cô là diễn tả cho các bạn này. Ví dụ của Được chưa? Các bạn nhìn cô này nhá. Lúc này chúng ta sẽ dịch là tôi học tiếng Hán được 1 năm rồi. Cũng dịch là tôi học tiếng Hán được 1 năm rồi thôi. Nhưng mà trong câu các bạn sẽ thấy có hai lơ. Tức là gì? Trong cái câu này thì nó sẽ biểu đạt rằng cái việc học tập tiếng Hán này của tôi đã diễn ra được 1 năm. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn đang tiếp tục học. Rõ chưa? Thì nó chỉ khác nhau một cái. Khi mà các bạn dùng đến đây này, tha công chua là sa nhẹ, thì lúc này người nói chỉ muốn truyền đạt cho người nghe là tôi đã làm việc ở đây được 3 năm thôi. Chưa? Nó chưa rõ được là nó có tiếp tục hay đang làm hay là đã nghỉ rồi. Nó chưa rõ được cái điều đó. Rõ chưa? Còn khi mà người ta nói là 我学习了一年汉语了, hai cái lơ
thì lúc này các bạn sẽ hiểu rằng người nói sẽ mang đến một cái thông điệp cho người nghe nói là biết được rằng là gì. Tôi đã học tiếng Hán được 1 năm và bây giờ cái việc học tiếng Hán của tôi chưa dừng lại, vẫn đang còn tiếp tục học tại thời điểm hiện tại. Khi tôi nói câu đó thì cái hành động học tiếng Hán của tôi vẫn đang còn, vẫn đang tiếp tục. Thì lúc này các bạn sẽ dùng đến công thức này. Cả lớp rõ chưa? Rất dễ nhớ, đúng không ạ? Một cái này nó chỉ dùng để diễn tả khoảng thời gian thôi. Nó muốn nhấn mạnh rằng cái công việc này tôi đã làm được 3 năm thôi. Còn không biết là bây giờ tôi đã dừng hay chưa thì lúc này nó chưa nói rõ. Nhưng mà khi mà các bạn dùng dạng sang công thức số 2 này, đó là có hai lơ này, thì các bạn thứ nhất là thông điệp thứ nhất là các bạn muốn mang truyền tải tới cho người nghe, đó là các bạn đã học tiếng Hán được 1 năm và cái hành động tiếng Hán đó cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang còn tiếp tục. Rõ chưa ạ? Đó chính là cách dùng của từ công thức này. Cả lớp nắm rõ chưa? Dễ thôi đúng không? Và với mỗi hai phần này thì các bạn hãy nhớ cho cô là đặt 5 câu nhá, với phần hai phần này. Rõ chưa ạ? Rồi, để chúng ta tiếp tục sang phần số 2 của phần bài ngữ pháp bài này, đó là một cấu trúc tiếp theo. Chúng ta sẽ đi luôn nhá. Chúng ta sẽ học một cấu trúc diễn tả sự hứng thú hay là đam mê. Khi chúng ta muốn nói là tôi có hứng thú với cái gì đó, tôi đam mê với cái gì đó thì chúng ta sẽ nói thế nào? Thì các bạn sẽ áp dụng công thức sau đây. A, đuôi, B, và chúng ta thay bằng từ, thay thêm từ vào cả. Xinh xuy A đuôi B cảm xinh xuy. Là lúc này chúng ta sẽ dịch tiếng Việt là A có hứng thú với B, là A có đam mê với B. A có hứng thú với B. Được. Chúng ta sẽ dùng công thức như thế này. A đối B cảm xinh xuy. Hả má? A có hứng thú với B. Cô ví dụ A đối B cảm xinh xuy, A đối B hữu xuy cũng được nhá. Cô trong phần này cô sẽ bổ sung luôn cho các bạn. Các bạn có thể dùng là A đối B cảm xinh xuy, mà nếu như các bạn không dùng cảm xinh xuy thì các bạn sẽ nói là A đối B hữu xuy thôi cũng được. Hữu xuy. A đối B hữu xuy cũng được, thay cho từ cảm xinh xuy thì nó cũng không khác cái gì cả. Nhá, các bạn thích dùng cách nào cũng được. Ví dụ này, tôi có hứng thú với tiếng Hán. Nào, các bạn sẽ nói cho cô: "Ủa, tôi hài nữ cảm xinh xuy." Đúng rồi, tôi có hứng thú với tiếng Hán. Hoặc là "Ủa, tôi hài nữ hữu xuy." Đều được. Rõ chưa? Công thức này rất là đơn giản đúng không ạ? "Ủa, tôi Trung Quốc lịch sử." "Ủa, tôi Trung Quốc lịch sử cảm xinh xuy." Tôi có hứng thú với lịch sử Trung Quốc. Hảo ma, đây là thế khẳng định. Còn tôi cho các bạn luôn thế phủ định. Được chưa? Thể phủ định chúng ta sẽ dùng là A, tôi, B. Và các bạn thêm mấy vào đây? A, tôi, B, mấy cảm xin trị? Mấy hoặc là mấy hiểu đều được nhé. Cảm xin suy. Chưa? Ví dụ, "Ủa tuệ hai nữ mấy yếu cảm xin suy." "Ủa tuệ hai nữ mấy yếu" hoặc là "mấy cảm xin suy". Được chưa? "Mấy yếu suy" cũng được, thay cái từ yếu này, phủ định của nó là "mấy yếu suy" cũng được, "mấy yếu cảm xin suy" cũng được. Tôi không có hứng thú với tiếng Hán. "Ủa tuệ tha mấy cảm xin suy" được không ạ? Tôi không có hứng thú với cô ta. Tôi không có hứng thú với cô ấy. Hả bá? "Ủa tuệ tha mấy cảm xin suy" đúng mà. Rồi tương tự chúng ta sẽ đi luôn vào phần nghi vấn. Nghi vấn thì chúng ta sẽ là gì? Khẳng định cộng với ma thôi. "Nǐ duì tā càng xīng xuì ma?" Đúng không ạ? Nghi vấn thì chúng ta sẽ bằng với khẳng định cộng với ma. Đúng không ạ? Là nó sẽ ra nghi vấn ngay. "Nǐ duì tā càng xīng xuì ma?" Bạn có hứng thú với cô ấy không? Đúng không ạ? Thì đó chính là thể nghi vấn. Vậy là cô giới thiệu xong cho các bạn phần
cách diễn tả sự có hứng thú với cái gì đó, cả thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Với mỗi phần này cũng tương tự như vậy, các bạn hãy đặt cho cô 5 câu với từng thể nhé.